Marianne Marazzi, illustrated by Ibiza Simone Beach. Six shirts. Rồi, số 6 này, 6 đâu nhỉ? Số này số mấy đấy? Số mấy đấy? Six shirts. Rồi em giảm đi cho bạn, em chỉ cho bạn mấy từ này. À số 7 đây đúng rồi này, em giảm đi 11 đúng rồi. Số 5 đâu? 5 giờ đâu? À, em bỏ số 5 kim chung. À 5 đâu nhỉ? Rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Chị theo màu gì nhỉ? À màu này, màu gì này? Số mấy đây? Số 5. Số 5. Số 5, ờ số 5 bỏ đâu nhỉ? Số 5 đây hả? Số 4. Số 5 ở đâu? Số 5 bỏ đâu? Số 5 bỏ đây á? Số 6. Cái số 5 bỏ đây à? Số 5 3. Cái số 5 bỏ đây đúng chưa? Đúng rồi. Đúng rồi. Cái đây là số? Số. Số mấy? Số 9. Số 9 bỏ đâu nhỉ? Đây. Sai, bên này. À đây là số 9 ở đây. Đây số mấy đây? Số 5 này. Đây mà, số 5 đây rồi. Sai. Số mấy? Số mấy? Số 5. Số 6. Số 6. À đây là số mấy này? Số 9 sai rồi. Đây số mấy? Số 4. Đây số mấy? Số 9. Đây mà. Số 9 đây mà. Số 9. Em nhìn lại trên tay số mấy? Số mấy? Số mấy đây? Số 2. À số 2. Đây số? Số 10 đâu? Số 10 đâu? Số 10 đi. Số mấy đây? Số 2. 12. 12. 12 ở đâu? Số 12 ở đâu? Số 12 ở đâu? Số 12? Số 12 ở đâu? Đúng chưa? Đây là số mấy đây? Số 1. À số 12. Đúng. Đây là số số đây số mấy đây? Số 4. Số 4 ở đâu? Số 4 này. Rồi, cho mẹ xíu này, mua số cho mẹ xíu này. Mẹ kia chụp. Draw a picture and write about it. Social studies. What are some other ways to get from one place to another? Share your ideas. Mẹ mẹ mẹ. Summer, written by Vic Morse. Illustrated by Darcy Tong. The sunshine. The rain. The beach. À, thì giờ đi lại nhiều số này đi. Đây là số mấy đấy? Số 3. Số 3 ở đâu? Số 3 ở đâu? Số 3 đâu rồi? Số mấy đây? Số 6. Đấy. Số 1. À, số 1 ở đâu? 1 đâu? Đây là số mấy? Số 8. Số đó là số mấy? Số 7. Đây số 1 đâu? Số 10. Đây số mấy đây? Số 1. À, đúng rồi. Đây là số mấy đây? Số 9. Số đó là số mấy? Số 8. Yeah, mình thắng rồi. Yeah. Số này đâu? Số này là số 3. Số 3. Đây là số mấy? Số 1. 11. Rồi. Đây là số mấy? Số mấy đấy? Số 1. Số 2. Đấy, có đây số 3 hả? Số 5 đây. Connection. Writing and art.